chào các cô chú, anh chị và các bạn. Ngày hôm nay thì gia đình Mai sẽ có một cái chuyến đi nghỉ ở Rhode Island ha. Vì đó thì Mai tranh thủ tưới bông tưới hoa trước khi đi để không có nó chết cả nhà ơi. Mỗi lần mà đi nghỉ đi chơi á cả nhà là lo lắng cho mấy em này lắm. Mùa hè là Mai rất là thích đi chơi, nhưng mà đi chơi thì lại sợ không ai ở nhà tưới bông. Thôi tranh thủ để các bạn làm vườn, bạn đang làm cái hệ thống tưới tự động á, thì trước khi Mai đi Mai cũng tranh thủ Mai tưới cái đã, không biết hôm nay bạn làm có xong hay không ha. Trước khi Mai tưới thì Mai sẽ quay cho mọi người xem một chút xíu ha. Wow, cái hồng nhà Mai nè, trời ơi nó nở ha, to chà bá lửa luôn cả nhà. Cái bông kia thì nó tàn rồi, mà cái bông này là mới mà nở nè. Nhìn từ xa không thấy to, mà gần thì thấy to lắm ha, thơm dữ lắm cả nhà. Bông này rất là thơm luôn. Mai mua cái cây ha, mấy cây hồng này là bởi vì nó vừa to mà nó vừa thơm nữa. Coi nè, cái nào cái nấy ha, không có chịu nổi luôn á ha. Bông khổng lồ luôn đó. Đây, dãy thảo nhà Mai bây giờ nó đã phủ phê ra được như thế này rồi đây. Một cái cây bây giờ nó đã chùm bự ra, nó lan rộng ra nên là nhìn nó xum xuê bông hơn đó cả nhà, thấy không cưng ha. Nên thành ra là đi ngang qua nhà Mai là thấy tàn bông không à. Mấy cái giò này bây giờ bông nó cũng đầy rẫy hết á, và đặc biệt là hoa mộ lavender là oải hương nè cả nhà, nó sắp nở rồi đó. Lavender thì cũng có nhiều loại ha, nhiều loại ải hương lắm, như loại này thì nó nở trễ, còn loại trong này thì nở sớm thì nó tàn rồi. Đây cây hồng tiểu muội nhà Mai nè, quá trời bông luôn thấy không, vẫn còn rất là nhiều bông chưa có ra ha. Hồng xí muội, hồng tiểu muội, hồng gì đó, hồng nhỏ xí đó cả nhà, nhỏ dễ thương á. Có mấy cây to mà cũng có mấy cây nhỏ thấy không. Hồng này thì nó nhỏ hơn, nó ít gai hơn, cái hồng kia gai nó bự lắm, không phải là nó ít gai mà nó gai nó nhỏ đó, nên thành ra cũng đỡ. Cái chậu này thì lúc Mai mua thấy màu vàng là nhiều, không thấy màu hồng đâu hết trơn á, nhưng mà chăm sóc một thời gian á, cái cây màu hồng nó phát ra đó. Thì bây giờ bên phía bên này là màu hồng, phía bên kia là màu vàng cả nhà thấy không, bên này là màu hồng với màu tím, nó rủ xuống rất là đẹp luôn ha. Lúc mua thì đâu biết đâu đó, thấy không, nhỏ xíu dễ thương lắm, mà nó nở đầy hết trơn á nha, đầy nụ hết á, chưa ra thôi. Cái này thì tàn mất tiêu rồi, cái gì cũng được một thời gian thôi, hoa mà. Chỉ có cái này nè cả nhà, cái này Mai trồng là tại vì cái này nó lúc nào quanh năm suốt tháng nó cũng ra hoa hết á, nó không có hết hoa, nó sai hoa dữ lắm. Cúc trắng này thì cũng sắp ra rồi nè, nó cái nụ nó to rồi cả nhà thấy không, nó sắp bung nụ rồi, bung nụ rồi mà sắp ra hoa thôi. Thôi để đi tưới một cái. Cái cẩm tú cầu này cũng sắp ra hoa nè cả nhà thấy không, những cái chi chít này là hoa nè đó, và đây là hoa nè, hoa nè. Hy vọng là năm nay cái em này em tưới tốt cho nhiều hoa đẹp đẽ. Tưới cái này hôm nay Mai ráng tưới đậm một chút xíu, tại vì Mai đi tới mấy ngày là không biết là mấy em này ở nhà có nước uống hay không. Đây bạn này, bạn đang tưới cắt cỏ cho nhà Mai nè cả nhà đó. Đây Mai đang tưới bông thì cái xe giao xe trong xã Mai nó tới đây nè cả nhà, cái xe Bentley của xã Mai đó, bữa nó bị sửa xong rồi đem về nhà rồi mà người ta sửa chưa xong á, ông xã Mai nói là chưa có cái hệ thống gì ta, hệ thống máy lạnh đó, nó bị không có được mát lắm á, nên bây giờ người ta tới người ta giao xe rồi. Thôi mình tưới nước tiếp đi để mình tranh thủ không có mình đi là cây của mình nó chết. Đây xe đã về rồi đây, cái anh chàng làm vườn cũng phải nhảy xuống coi chạy ra coi nữa, tại đàn ông thì mê xe mà cả nhà ha. Đó Mai thì cũng tưới xong cái hoa của Mai rồi, dọn ống lại rồi, bây giờ không biết cái này có đem ra ngoài kia treo không nữa, tại vì treo ngoài đó là Mai không có nhà, không biết có ai tưới không, sợ nó sẽ chết. Ê, các bạn làm vườn bạn nói với Mai là cứ treo lại như bình thường đi, bạn sẽ đi cái hệ thống tưới tự động cho Mai ngày hôm nay luôn, hôm nay sẽ hoàn tất ha.
Thì chắc là bạn cứ làm đi, còn mai thì cứ đi chơi thì đi. Mình tin người ta mà, đẹp không cả nhà? Xinh ha. Nãy Mai túi bông thì có một cái chị đi ngang qua, chị cũng nói với ông xã Mai á, trời ơi nhà mày đẹp quá, xích đu rồi bông hoa nhìn lãng mạn quá. Đó, dễ thương ha cả nhà, mê lắm á. Mê lắm nên mới phải phơi nắng phơi sương phơi gió vậy để tưới đó cả nhà. Thôi có thư không? Không có thư. Nó coi chính chị thấy không, khu nhà Mai bây giờ đó mùa xuân á là mấy này là mấy người cắt cỏ, mấy công ty landscaper đó, thì họ đây một cái kia một cái kia một cái, nói chung là nhà nào á người ta cũng chăm sóc cây cỏ, người ta cũng rất là giữ, nên thành ra là bây giờ là cái mùa cắt cỏ, cỏ nó lên nhiều á là phải cắt thôi cả nhà, người ta phải cắt liên tục như vậy đó. Giống như nhà Mai là mới cắt xong nè cả nhà thấy không đó, chút xíu thì ảnh nó sẽ phải dọn cái chỗ này luôn. Này ảnh đi cắt rìa rìa đó thì nó bay đó thấy không, anh chàng cắt cỏ cho nhà Mai là ảnh đang đi thổi cho nó sạch cái đường nè, không thể nào để vậy được nha. Đây đây là hệ thống tưới, ok, mà ảnh order từ Amazon về chuẩn bị làm hệ thống tưới nè. Anh kẹo Mai hỏi có muốn chụp hình của mình với cái xe mới của mình không, trời nó dơ cả nhà ơi, nó dơ. Mà biết ông xã Mai đi đâu rồi, ông xã Mai đi rửa xe đó, ổng mà nhìn xe dơ vẫn chịu không nổi đâu. Ui chim ị nè. Ơi. Đó tưới trước rồi bây giờ ra tưới sau cả nhà. À. Cái này sao mới thấy mấy bữa nay nó không có được ấy ha. Ủa nó vẫn còn nước dữ lắm, vẫn còn ướt lắm. Tưới nhiều quá cũng không tốt nên chắc không tưới quá. Đây cả nhà, đây là mấy cái cây mà ngày hôm qua mà Mai đã trồng giống mà Linh cho nè cả nhà, thấy không? Đó, nó sống nha cả nhà. Đó, cái cây này Mai tưởng là nó không có sống mà nó sống nha, nó không có bị gì hết á, Mai trồng tốt luôn nha. Mừng quá. Cái cây này nó hơi héo héo à, không biết sao nó héo héo vậy ta. Hy vọng là nó không sao. Đó, bạn này mới cắt cỏ từ sân sau xong rồi đó. Nãy Mai thử nghiệm, Mai đẩy cái bịch ni lông, Mai đâm cái lỗ xuống thử coi làm sao mà nó chảy ra nhanh quá, chắc là không được à. Thử nghiệm đã thất bại. Tại Mai thấy trên mạng người ta nói là để cái bịch ni lông ở trên cái gốc nước á, rồi mình trên cái gốc cây mình đổ nước vô thì cây nó sẽ từ từ, nước nó chảy từ từ ra, nó giữ ẩm cho cây trong được mấy ngày, nhưng mà Mai nghĩ không được, không ổn à. À, trước khi đi thì cũng phải dọn chén dọn dĩa sạch sẽ hết, bắt Ngân là phải phụ unload the dishwasher, dỡ chén dĩa xíu muỗi đâu con không biết. Con không biết hả? Ok. Ê cả nhà ơi, trước khi đi thì dành Mai phải mở cái máy này ra cả nhà. Bây giờ đố cả nhà cái này là cái gì, cái này mà không có gắn vô là không có được. Đây là cái máy cho mèo ăn á cả nhà. Đây là cái máy cho mèo ăn cả nhà ơi. Thì hôm nay là chuẩn bị đi xa nên thành ra là phải lôi ra để cho em mèo ăn tự động. Nó sẽ tự động mỗi lần nó cho một ít theo khoảng thời gian nhất định ha. Chứ không có cho nó ăn nhiều quá nó sẽ mập á. There has to be a bowl here. Bowl here? Yeah. Okay, sorry. Cái này là what's it say? Mình đang suy nghĩ làm sao để hướng dẫn sử dụng. Cái này gọi là gì đó hả? Mà có biết đâu. Mấy cái này rất sợ tạp quá. Đây, cái máy này thì ông xã Mai order ở trên Amazon ha, 90 đồng. Ông xã Mai nói vậy. Khoảng vậy. Trên Amazon bán rất là nhiều luôn. Nhiều loại, nhiều kiểu. Đó, hai mấy cha con nó đang nghiên cứu hướng dẫn sử dụng để lắp ráp cái máy này. Ngân thì nó quan tâm đến cái trời ơi, cái này nó có sticker nữa. Ông xã Mai nói quên cái chuyện sticker đi. Well, hang on a minute. Let me put it here.
Đây, đồ ăn sẽ nghỉ ở đây. Đồ ăn sẽ ở đây, đây nha. Vô đây ha. Đây là cái khay đựng đồ ăn mà. Cũng sạch sẽ. Đây, ông xã Mai với lại Ngân đã gắn xong rồi, đổ đồ ăn vô trong cái máy này luôn rồi. Đó là cái máy này là nó sẽ lập trình cái giọng nói của Ngân để kêu Cooper Ray tới ăn đó cả nhà. Okay. Rồi. Now connect the power cord here. Yeah, we need. Hey. Rồi phải cắm điện vô nữa nha. Hai cái đồ này nó cũng phải sử dụng điện, sử dụng wifi, đủ thứ trò hết. Okay. Now, look at the front panel. What does it say to do? Yeah. Sư muội đang chỉnh giờ của cái đồng hồ trên này. À là tới mỗi tới giờ thì nó mới đồ ăn nó mới ra. Và khi đồ ăn nó ra thì nó tiếng của Ngân nó sẽ phát ra để nó kêu bạn mèo tới ăn. Hey Ray. Come here Ray. Em mèo vô rồi đây. Let's go. Này nó dưới chân cả nhà. Nó chui dưới gầm giường. Nó vô nó tìm coi cái gì trong này đông dữ vậy. Đó, Ngân xin mỗi nó ra đó, chơi với em Ray rồi đó. Bà Ray này bả đi qua đi lại, bả coi dòm cái tụi bay làm gì phòng của tao vậy. Đây là trách nhiệm của Ngân nha, tại con của nó đẻ nó phải chịu thôi. Nó phải lo lắng đọc hướng dẫn để set up cái máy này cho con mèo nó ăn sáng lúc mấy giờ, ăn trưa lúc mấy giờ và ăn tối lúc mấy giờ. Ngân, are you ready to come here? Coi em mèo này nha, nó mở cửa nó tự ra, nó khôn lắm nha cả nhà. Khép hờ hờ là đã biết nó mở cửa nó tự ra luôn á. Đó, đứng ngoài dòm vô ha. Khôn bà cố luôn. So what time should we give her breakfast? 6 o'clock, how is it? No. Hey, hey, hey. Because of what time, like, school. Hey, hey, hey. Nó ngồi đây nè cả nhà. Nó ngồi mà nó còn dòm vô trong nữa không? Nó quay lại nó dòm. Chứ không phải là không đâu. Con mèo chảnh. Không bao giờ cho ai đụng vô cô chú anh chị. Không có ai mà ẵm nó lên được hết trơn á. Nó nhảy lên người ta thì được, chứ mà người ta mà ẵm nó là nó không chịu đâu. Nó cào liền á, nó giữ. Giữ như bà chằn vậy đó. Đã thấy không? Không có được ẩm đâu. À, Ngân nó đã set up được cái này ra rồi. Được rồi, được rồi. Nhiều quá không được, nhiều quá con mèo nó mập lắm. No, mẹ nói con rồi, nhiều quá mèo nó mập lắm. Một bịch đó con thấy nó ăn bao nhiêu lâu không? Đập bây giờ. Cái này là mỗi lần á hả? No, cái này mỗi lần nhiều lắm con. No. That's too little. Too much. Too little. How's it too much? It's too much. Too little. It's too little. Thôi cái này nó muốn cho con mèo nó thiệt mập thì sao ta ơi? It's not too much. That's literally, if you give it that much, just one more per day, she'll literally start. No. Cái này là một bữa là nhiều lắm á con. You want, oh my God. Let me, grab a bowl, some bowl. That's how much she's supposed to eat, a little bit more. That is not even as much as that. No, that's enough. Cái này là bình thường là Ray ăn đấy hả? For a whole day. Whole day? See? One time cannot be like that. It's too much. It's too much, see? It's okay. No, not okay. No. Bởi vì mỗi ngày nó chảy ra như thế một ít là nó đầy, nó tràn ra bên ngoài, con có hiểu không? Con mèo nó ăn chưa hết là nó sẽ tràn ra. Con chỉ nên lấy vừa đủ thôi. Come on, gì nó có thể ăn thử cho con coi chắc. No, cái này nhiều lắm đó. Tại con nghĩ thôi coi một mình. Xí mội, một lần con ăn chén này mà người con bự hơn con Ray nhiều. Yeah, I think that. Right? I think that. Nhưng mà con bự hơn con Ray gấp bao nhiêu lần? 10 lần. Yeah, but 11, that. 12 lần. You can't eat that. Cho nó ăn một chút xíu thôi. Okay. Giảm cân cho nó đi. Okay. Stop it.
Bây giờ là sẽ ghi âm giọng nói của Ngân để gọi con mèo tới ăn nè. Gọi đi. Đó. What? There's a cross on your nail. Oh. Hi, Ray. Come here to eat, baby girl. Ui ghê quá. Ngân nó kêu là Ray ơi lại đây ăn đi con gái nhỏ. Nghe mắc ghê thiệt. Đó, ông xã Mai thì đang lùa xíu mũi nó đi tiểu mà nó không chịu đi tiểu. Ngân thì đang đi lấy nước cho mèo, sợ mèo nó khát nước, nó đói bụng gì đó. Đây bạn đã làm được cái hệ thống tưới nè cả nhà. Tưới này nó hơi chĩa tầm bậy tầm bạ quá ha, nó chưa có chĩa đúng chỗ lắm nè. Nó hơi chưa có chĩa vô trong cái trọng tâm. Hy vọng là nó sẽ ổn trong thời gian mình đi thì nó không có bị chết cây ha. Ông xã Mai đã chuẩn bị hành lý hết lên trên xe rồi đây. Đợt này thì gia đình Mai sẽ đi bằng chiếc xe này, xe của Mai. Này, hôm nay Mai có chuẩn bị bình nước trà nè cả nhà. Mai thì thích uống nước trà nên thành ra là chuẩn bị bình nước trà ha. Tới cái xe này. Bởi vì mấy bạn rửa xe này lần nào rửa xong cũng kéo cái ghế lên sát lên trên hết. Nhìn chi mình thấy khó chịu quá. Đây hôm nay thì Mai chuẩn bị đồ ăn đủ trong cái giỏ này cả nhà ơi. Mang theo một cuộn giấy lau tay nè. Mang theo một chai nước nè, trà sữa nè. Đây là hộp điều nè. Đây là mít nè. Mít thì Mai đã lọc sẵn ra hai bịch luôn. Đây là lấy gì thơm. Đây là nho. Đó, chút xíu nữa thì vừa đi vừa ăn. Đây, tưởng là ra khỏi đây rồi mà cuối cùng là quên đủ thứ đồ của chúng chị. Quên Easy Pass, quên cái drone ha, cái drone để bay flycam cho mọi người xem cho nó đẹp á. Ông xã Mai đi về lấy cái drone đó với lại lấy cái Easy Pass để đi qua đường á. Khỏi cái phải tính tiền thâu, nó trừ trong tài khoản của mình luôn cho dễ. Now, we go. Okay, let's go please. Đây cả nhà thấy không, Mai rửa nho là hả, lên xe là cha bốc con bốc. Rồi hai bạn nhỏ thì vừa ăn nho vừa ăn hộp điều nữa chứ, thấy không, sướng dễ sợ. Đó, nhà Mai thì thường so happy we're bringing the bubble tea for a ride. Đi xa là thường Mai hay đem theo trái cây về để ăn lắm, để tỉnh táo cả nhà, với lại ăn cho nó đỡ buồn, nó đỡ say xe ha. Bà nội thì sáng bay xuống, ông xã Mai chở ra phi trường bay về Philadelphia chơi với bạn, ông đi bay về dưới Florida chơi với bạn rồi. Hôm nay chỉ có hai vợ chồng con cái thôi. Đây vợ chồng Mai đi vô ngân hàng rút tiền để xài ha, để bo cả nhà. Mình đi chơi du lịch thì mình hay rút tiền mặt ra. Ở trong này cũng tiền lẻ nhiều lắm, 5 đồng. Oh my god, we're going with dollars. This is crazy. Oh my god. You have to go inside, otherwise 20 I'd get here for an hour. Mình định ăn mặc lên đồ mà cái hàng nó dài chưa. Oh my god. Now turn left, then turn right. Now turn right. Be quiet. Ông xã Mai đó, ông xã Mai đi vào trong mua. Chứ cái hàng này, hàng right through nó dài quá. Today can I have crispy spicy chicken sandwich and cold? Send me a text. Okay. Này, ông xã Mai với xíu muội đã đi lấy đồ ăn ra rồi. Hear me. Get this up. Who ring Mai? Nobody. Really? Yeah. Why is it? Funny. Mommy sandwich. Alright, that's yours. Xin mời đi vô lấy hộp ba. Còn Mai với Ngân thì ngồi trên xe. Okay. I'll take this. Đồ ăn của mình ra rồi. Đồ ăn tới rồi. Những ngày mà mình đi chơi như thế này thì thường là gia đình Mai sẽ ăn trên xe. Nó không phải là nãy giờ ông xã Mai gạ gẫm thì vô nhà hàng ăn. Nhưng mà mình nghĩ mình lười quá, mình ngồi trong xe rồi mình muốn cho nó nhanh tới á, thành ra là thôi mua đại đồ ăn này vừa đi vừa ăn cho rồi, cho nó tiết kiệm thời gian ha. Today
Dad, you have one. What's your food, honey? I'm getting Arby's. Hiện tại thì Mai đang tới New York rồi cô chú anh chị, mà kẹt xe dữ quá. Vẫn còn phải 4 tiếng rưỡi nữa mới tới nha. Công nhận một chuyến đi dài thiệt. Đây xíu muội thì ngủ banh mỏ ra đây. Mai cũng không tốt đẹp gì đâu, Mai cũng mới ngủ dậy thôi. Rồi. Đây cây, trời ơi, kẹt xe bên kia đường cả nhà ơi. Our turn now. Vâng. We're screwed. Bên này đỡ ha, bên kia trên cái cầu đó kẹt xe dữ lắm. Hôm nay thì gia đình Mai sẽ đi qua 5 tiểu bang tất cả ha. Tiểu bang đầu tiên là tiểu bang mình ở là tiểu bang Pennsylvania, xong tiểu bang New Jersey và tiểu bang New York. Oh my god. Xong rồi tới tiểu bang Connecticut và tới tiểu bang Rhode Island. Hôm nay thì gia đình Mai sẽ ghé thăm tiểu bang Rhode Island. Đây là một trong những tiểu bang is it the smallest state in the US. Đây là tiểu bang nhỏ nhất ở nước Mỹ đúng không cô chú anh chị? Rất là nhỏ ha. Nhưng mà cái mật độ dân cư thì chiếm đông thứ hai ở Mỹ. Đó. Chỉ sau cái tiểu bang New Jersey. New Jersey là tiểu bang có mật độ dân cư đông nhất nước Mỹ. Tiểu bang Rhode Island sẽ là tiểu bang có mật độ dân cư đông thứ hai nước Mỹ và diện tích nhỏ nhất nước Mỹ. Thì Mai cũng chưa bao giờ tới đây nữa, nên thành ra là ông xã Mai nói là đặt cái tour này là Mai ok liền. Thì hai vợ chồng Mai hôm nay sẽ, nhưng mà hôm nay là lễ đấy cả nhà, thành ra là kẹt xe rất là dữ. Gia đình Mai đi là nói là phải 2 tiếng delay á, là bị delay tới 2 tiếng lận. Nói trước mới chạy xe được chút xíu giờ lại kẹt nữa. Vợ chồng Mai nãy giờ là kẹt không biết bao nhiêu lần, bị tai nạn cả nhà. Đó. Cảnh sát rồi. Attention. The route contains traffic delays of 1 hour and 27 minutes. Wow. Ôi trời ơi, từ trưa tới giờ là gia đình Mai cứ đi trong cái kẹt xe như vậy này cả nhà ơi. Đúng là kỳ lễ nên thành ra là kẹt xe dữ dội luôn. Ông nghe nhạc, ông nhảy. Hả? À? Bóp ngờ chua bà già. Beautiful. Đây, trên đường Mai đi thấy biển đẹp không cô chú anh chị? Oh, we stopped there and get food. Rồi, ở đây có nhiều cái food truck này, người ta bán đồ ăn. Mùa hè tới đây chơi vui ha. Đây là cái khu mà mọi người vui chơi. Tới đây là... This is downtown New Haven. Yeah, downtown New Haven. New Haven, Connecticut, right? Yeah. Đây là tiểu bang Connecticut đó cô chú anh chị. Ở đây nó có một cái vịnh rất là đẹp luôn. I was up here several times before I met you. Thì mùa hè là người ta sẽ tới đây, người ta ăn đồ ăn dọc cái food truck đó, dạo chơi ha. See, it's a big town. Ông xã Mai nói là ông xã Mai yells here. Tới đây hay tới đây khi mà trước khi ông xã Mai gặp Mai, ai biết đâu cái ông có bồ ở đây cả nhà. You have girlfriend here, right? Huh? Do you have girlfriend here before? Doctors, I had doctor groups of doctors in New Haven and North Haven. Tell me the truth. On Route 10. Ông nói là ông có khách hàng ở gần đây ha. Nhưng mà Mai nói dẹo ông là phải nói thiệt ra đi. Đó, đường ở Mỹ đây là đường cao tốc đó cả nhà. Hiện tại thì bên Mai đang có 3 làn, 4 làn, 5 làn đường, 4 làn đường ha. Cái đường này là 4, 5 làn đường vậy đó. Look at the beautiful bridges, you girls. Cầu này cũng đẹp chứ bộ. Look at this. 2, 4, 5 làn đường cả nhà. Và 6 làn, nhưng mà like cái làn nhập vào nữa thì là 6 làn đường. Just check it out. Rất là to. Look at this suspension bridge. It's wild looking. These are steel cables holding it up. 2, 4, 5. 5 làn đường trên cái cầu này và bên kia 5 làn nữa là 10 làn ha. Yeah, but if you guys watch any kind of movies. What is it? The oil or something? Gas? Yeah. Đây là cái like khu vực destination movies, dầu khí gì nè cả nhà. Get cut. Mấy cái chỗ này là người ta chứa, bể chứa đó. What? What you saying? An engineer's dream is an architect's worst nightmare. Bây giờ thì nắng chiều cũng đã buông xuống rồi nè cả nhà ơi. Mai thì đang đi qua một cái khu vực khá là nhiều cây cối. Khoảng còn một tiếng rưỡi nữa là Mai sẽ tới khách sạn rồi. Cả gia đình Mai là không ngừng chỗ nào luôn nha. Ngồi êm mông luôn mà vẫn chưa tới được. What time we out of the house, honey? 1 o'clock. 1 giờ mình ra đi mà hiện tại là 6 giờ 46 phút, là 7 giờ kém mà mình vẫn còn ở trên đường và còn khoảng 1 tiếng rưỡi nữa mới tới. Đây mày đang đi qua một cái cầu rất là dài cả nhà. Who says butt crack?
Hai đứa ở đằng sau nó cũng cười. Sau 7 tiếng rồi thì gia đình Mai đã tới tiểu bang Rhode Island nhưng mà chưa tới khách sạn hai cô chú anh chị. Ngồi êm ong luôn. Em Mai càng ngày gần tới khách sạn rồi, còn khoảng mười mấy cây số nữa là tới rồi. Thấy cảnh cũng đẹp cả nhà ha, nhưng mà coi như là ở giữa nơi không có gì hết á. Rất là rừng núi luôn. Ở đây buồn quá cả nhà. Nhưng mà ở trong khách sạn ở thì mới nghĩ là thành phố là chắc không buồn đâu. Nhưng mà mình đi ngang qua những cái khu vực rừng núi như thế này nè, thấy giống như là ở Việt Nam ha, giống như là miền quê ở Việt Nam vậy đó, nó yên bình. Nhưng mà được cái thì cảnh quan bên này nó đẹp hơn Việt Nam thôi. Chứ còn thấy là cái mỗi nơi mỗi nó cũng giống nhau, là nó vắng vẻ ha, nó giống là giống sự vắng vẻ đó. Đẹp ghê chưa, chiều bắt đầu buông xuống rồi đó. Wow, đẹp chưa. Bây giờ là Mai sẽ tới Newport Rhode Island cả nhà ơi. Mai đợt này Mai sẽ ghé thăm Newport ha, rất là đẹp luôn. Cái cầu này là cái cầu rất là dài. Đó, cả nhà ơi, thấy chưa? Đẹp lắm. Ông xã mày nói cái cầu này là cầu dài, thiệt là dài luôn á. Is it a real island? Wow, cái cầu đẹp quá. Cầu nó lên cao nè, cả nhà thấy không? Nó lên như một cái ngọn đồi. Ý, đẹp chưa? Yeah, so beautiful. Yeah, if it falls in the water, we die. Đẹp quá. Nó giống như lên một ngọn đồi mà em không hiểu sao người ta xây cầu mà người ta xây lên cái ngọn đồi vậy đó. Han got some pictures, baby. Ok, thank you, Han Châu. Han, you getting any pictures, baby? Woo! Đẹp quá. Now wait, there's something after this little tiny piece of land. There's a whole bunch more water. Hey. That's why this bridge is very special. Nước này cả nhà. You'll see. Này, Mai thì đang ở trên đỉnh cầu rồi. That bridge, you guys. Yeah. That's the Newport Bridge. Đây là cái cầu từ xa mình called the Claiborne Pell. Can you say Claiborne Pell? Đó, từ xa là nhìn thấy cái cầu. That's right, Claiborne Pell. Claiborne Pell Bridge, Newport. Well. Này đi qua một cái cầu, and after this one we are in Newport, right? I think so, honey. Qua khỏi cái cầu này là Mai tới Newport của tiểu bang Rhode Island ha, là tới cái nơi mà mình đi nghỉ ngày hôm nay. Check this bridge, yo. Wow. Some big boats here. This is the ocean. Beautiful. Both sides beautiful, honey. Yeah. Han, calm down, Han. Luôn. Look out the window quick. Chiều thì mày thấy nó giống như là nó có ráng chiều á, cái quay phim thấy nó hồng hồng, nó vàng vàng hơn. Sợ quá cả nhà. Mày ngồi trên cầu này mày cảm thấy sợ thiệt á. Tại vì mình giữa mênh mông biển nước á cả nhà. Is that a house on that island, honey? Yes. How do they get there? Dưới đó có một cái hòn đảo đó cả nhà thấy không? How do the people get that house? Có ngôi nhà. I think that's a lighthouse, not like that. Oh wow, we there still have bridge there. Wow, long bridge. I told you. Wow, mình xuống dưới đó mình vẫn còn đi qua nước nữa ha. Rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Trời ơi, quá trời đẹp luôn. In 1 mile keep left towards Route 114. Thấy như mình giữa mênh mông biển nước vậy, thấy sợ lắm nhưng mà thấy đẹp thiệt. Hy vọng là cả nhà yêu thích cái cảnh này, chứ còn ở ngoài mắt Mai nhìn đẹp lắm ha. So beautiful, honey. I planned this way, honey, so you'd be so excited. Yes. You see the boats with the yachts over there with the tall masts? Mm. Those are sailboats, tall masts. Đây là một cái vịnh ha, có rất là nhiều cái cầu, mấy cái tàu ở đây ha. Đẹp quá cả nhà. I think we actually want to stay right, which is why I'm in the right left lane.
a mile, keep left towards RI-114. Đây bông cải nha. Ở phía sau Mai là nắng chiều nè, Mai quay cảnh cái kiến xe cho mọi người xem ha. So beautiful. So this is downtown Newport. Me, I'm gonna take you show you some houses. You're not gonna believe it. Đây. Tới rồi, downtown Newport là đi vô trong. Ok. Sắp tới rồi. Đây, Mai đã tới downtown Newport rồi cả nhà. Bắt đầu thấy thành phố rồi. Trời đẹp không? Nhìn nó cổ đẹp không? What's that big letter M on that building up there in the air? I don't know. It must stand for Mark and Mia. Now turn right, then immediately turn left. Ông xã Mai đang ghẹo từ nó, kêu từ nó đi tìm cái... Đây, Marriott tới rồi. Is it here? Are we close? Wow, khách sạn cũng bự nha. Đây, Mai đã tới rồi cả nhà ơi. Leave keys with valet. Look, there's G-Wagon. See the G-Wagon? 100 feet on the right. Đây, cuối cùng thì sau 7 tiếng rưỡi Mai đã tới được Newport Rhode Island ha. Cảm ơn cả nhà ngày hôm nay đã cùng với Mai chuẩn bị và lên đường đi nghỉ. Thì cái video tiếp theo thì Mai sẽ mời mọi người khám phá cái khách sạn ở bên cùng Mai check in cái khách sạn này và đi ăn tối cùng với gia đình Mai nha. Mai xin chào tạm biệt cả nhà và xin hẹn gặp lại cả nhà ở những video sau. Hy vọng là sẽ đem cho mọi người một những cái video du lịch rất là hay ở đây ha.